Sau khi các bạn đến nhập học thì sẽ được nhà trường phát cho những tài liệu như này. Ví dụ đây là quyển sách giáo khoa để học trong quá trình học. Quyển sách này thì bằng tiếng Nhật. Nhưng mà ở trên Facebook có nhiều bạn đã bán quyển này dịch ra tiếng Việt rồi ấy. Thì các bạn có thể mua quyển đấy để học song song với quyển này. Tiếp theo cái tập màu đỏ này là cái tập tài liệu, bao gồm tất cả các cái câu hỏi, 50 câu hỏi và 95 câu hỏi để các bạn ôn thi, để chuẩn bị cho kỳ thi, người ta gọi là kỳ thi cô cà trong này. Và ôn để thi tốt nghiệp, thi lấy hôm men ở sở cảnh sát ấy. Thì nếu bạn nào tiếng Nhật giỏi thì có thể là học ôn luyện ở cái tập đề này. Không thì nhà trường sẽ cấp cho một cái app. Thì các bạn lên cái app đấy, các bạn đăng nhập tài khoản vào đấy. Sau đó các bạn sẽ ôn ở trên đây có cả tiếng Việt đủ hết. Nhưng mà ở trong cái tập này nó đề nó phong phú hơn. Trên cái app này chỉ có 3 đề thôi. Ở trong cái tập này nó còn có cả đáp án nữa. Thì các bạn làm đề xong thì ở đằng sau có đáp án check, xong nó giải thích cho mình ấy. Nó sẽ chú thích ví dụ như câu này như thế nào, sai như thế nào ở đâu. Và nó sẽ chú thích là trang bao nhiêu trong sách giáo khoa. Tiếp theo nữa là cái quyển sổ tay. Thì cái quyển sổ tay này trong đấy nó sẽ giới thiệu cho các bạn về lộ trình học, bao gồm là thời gian học này, rồi là những cái mà các bạn cần quan tâm, cần chú ý để thi này, các cái cô sự để các bạn thi ở trong trường cũng như là thi ở ngoài đường. Đấy, ví dụ như là đây là thời gian học, sau đó là các cái chú ý trong quá trình học, ví dụ như là trang phục này, rồi là cách khi đến trường thì cách để lấy hồ sơ này, rồi cách quẹt thẻ để học các tiết lái xe này, rồi là giờ buýt chạy, sẽ có xe buýt đưa đón các bạn từ ký túc xá lên trường và từ trường về ký túc xá. Nó có cái khung giờ nhất định ấy, thì là các bạn sẽ phải để ý cái khung giờ đấy. Đây là các cái cô sự để mình tập. Có những cái tiết mà các bạn một mình lái xe, các bạn sẽ tập theo cô sự màu xanh này. Đấy, ví dụ bạn nào thi cô sự A thì sẽ tập theo cái cô sự A1 hoặc A2. Bạn nào thi cái cô sự B thì sẽ tập theo cái cô sự B ở đằng sau. Các bạn sẽ chạy theo cái mũi tên chỉ dẫn này. Đấy, cứ chạy theo như này, đúng thứ tự. Đây là cô sự B. Đấy, cũng tương tự, chạy theo đường mũi tên. Đấy, các bạn chạy xe một mình nhưng mà vẫn có thầy giáo giám sát ở trên, nên là nếu mà các bạn chạy sai cái là thầy sẽ đàm xuống xe ngay, chửi lên ngay. Còn cái cốt sự màu đỏ này là cái cốt sự thi, là trước khi các bạn được chạy ra đường ấy thì các bạn sẽ trải qua kỳ thi chạy cái cốt sự này. Nếu mà đỗ cốt sự màu đỏ này thì các bạn sẽ được cấp cái bằng Carimen để các bạn có thể lái xe ra đường. Còn đây là cái app, cái mã QR code này là cái app để các bạn ôn đấy. Các bạn mà lấy điện thoại quét mã cái QR code ra, sau đó nhập cái ID, cái password này vào để ôn. Đấy, những cái này là những cái quan trọng mà các bạn chú ý trong cái quyển sổ tay này. Quan trọng phết đấy. Rồi, thế là xong cái sổ tay. Tiếp theo nữa là cái thẻ. Cái thẻ này là cái thẻ để quẹt thẻ lấy hồ sơ để học cái tiết lái xe. Đấy, thì mình sẽ có một cái clip để hướng dẫn các bạn quẹt thẻ như thế nào. Thì cái thẻ này các bạn đến các bạn quẹt xong, nó sẽ in ra cho bạn một cái tờ giấy là thời gian học này, rồi là số xe bao nhiêu rồi, ai sẽ là người dạy bạn. Đấy, các bạn đừng đánh mất cái thẻ này, mất phải đèn đấy. Thẻ nhà trường cho mượn thôi. Còn đây là cái thẻ dạng kiểu thẻ học sinh ấy, bao gồm cái mã số của bạn này, tên này, với cả ngày nhập học, không quan trọng lắm. Tiếp theo là cái thời khóa biểu rồi. Cái này các bạn phải nhớ nhé. Các bạn nào học tiết nào thì để ý giờ xe buýt từ ký túc xá lên trường này. Rồi học như thế nào, ở phòng nào này. Sẽ có hướng dẫn hết ở chỗ cái bảng ở ừ kê chữ kê đấy. Đấy, chú ý các cái tiết lái xe rồi như thế nào đấy. Đừng có mà đi muộn tiết lái xe, không các bạn sẽ bị mất tiền. Một buổi lái xe các bạn nghỉ ấy, ngủ quên ấy, các bạn sẽ mất tiền vừa đi taxi hết hơn 1 sen, nên lại
một tiết lái xe hết 6/6 nữa, là nếu như bạn ngủ quên thì sẽ mất gần 1 man tiền học. Đấy, ví dụ đây là tiết lái xe này. Các bạn ý khung giờ nào thì các bạn phải chú ý để mà căn giờ biết. Ví dụ như là các bạn học vào 1:30 thì 12:50 các bạn phải lên bít ở chỗ ký túc xá rồi. Đấy. Không, nếu mà muộn thì không có xe bít đâu. Vì bít nó chỉ chạy theo khung giờ cố định. Đây là cái bảng giờ xe bít chạy này. Trên đây là bảng cái giờ xe bít chạy từ trường về và từ ký túc xá đi. Thì cái gạch cổ xuất phát kìa. Thì nó là giờ xe bít chạy từ trường về ký túc xá. Cái cột bên cạnh là từ ký túc xá lên trường. Ví dụ như cái tiết này mình 15:30 học chẳng hạn, thì mình phải lật sang tra giờ bít từ ký túc xá đi, thì mình phải đi cái chuyến 14:50 này. Đấy, mình phải đi chuyến này thì mình mất 10 phút lên mà. Thì bạn sẽ đến trường sớm khoảng nửa tiếng để lấy hồ sơ mới chuẩn bị các thứ. Còn đây là cái tờ mà các bạn trước khi lên bít ấy, người ta sẽ đo nhiệt độ của các bạn bao nhiêu, sau đó người ta sẽ đóng dấu là có ok hay không. Đấy, dưới 37 độ là ok, sau đó người ta sẽ đóng dấu ok này. Đấy, đấy, lần lượt. Cái này thì ngày nào các bạn tiết đầu tiên của buổi đến trường các bạn phải đo. Ví dụ như là trong ngày hôm đấy ấy, mà các bạn học nó có nhiều tiết, nhưng mà ví dụ như là sáng học 2 tiết, xong các bạn được nghỉ 3-4 tiết các bạn về, chiều các bạn lên trường thì không phải đo nữa, cứ thế đi thôi. Tài xế của họ thì các bạn sẽ bảo là đây là lần thứ 2 là đến trường. Đấy, tóm tắt lại nó chỉ nhận được những cái hồ sơ này thì các bạn chú ý. Bây giờ mình đang trên đường xuống xe buýt đây, vì tính nữa mình có tiết học này. Thì cái xá mình ở tầng 2 rồi xuống sân này. Đấy, cái xe buýt kia đang từ trường về đấy. Bây giờ mình sẽ lên cái xe buýt trắng trắng này. Người đang đứng đợi xe buýt. Mình vừa đo nhiệt độ xong rồi. Thì hôm nay mình 36,5 độ. Người ta đóng dấu ok. Thế là được. Đấy, chỉ có thế đó. Khi mở tiết học thực hành lái xe thì các bạn sẽ đến cái chỗ này. Sau đó các bạn dùng cái thẻ này, các bạn quẹt vào cái chỗ này. Đấy, bao giờ nó nháy đèn màu xanh như kia là được. Thì các bạn sẽ chờ nó in cái tờ giấy này ra. Đấy, nếu các bạn mà học một tiết thì sẽ in một tờ, và các bạn học hai tiết liền nhau thì nó sẽ in ra hai tờ liên tiếp. Hôm nay mình cũng có hai tiết nên là nó sẽ in ra hai tờ như này. Đấy, các bạn đứng đợi nhưng không, các bạn tưởng là in một tờ xong các bạn đi là sẽ không được đâu. Đấy, nó sẽ có hai tờ như này. Đây là khuôn viên chỗ tiếp tân với cả cái chỗ mà các bạn nghỉ ngơi giữa các tiết học. Cũng xịn xò ra phết. Vừa rồi là một số tài liệu mà nhà trường họ phát cho mình chia sẻ cho các bạn. Thì cái này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì là các bạn học có 14 ngày thôi. Và nếu mà các bạn thi trượt một trong những cái học phần, ví dụ như là Karimen, Karimen lý thuyết này, Karimen thực hành này, thì nó sẽ kéo dài cái lịch học của bạn ra. Đấy, có những người khi mà các bạn chưa thi Karimen ở chỗ các bạn đang ở đấy, mà đến đây thi Karimen ấy, nếu các bạn thi trượt 3 lần, các bạn lại phải quay về cái nơi mà các bạn đang ở, sau đó các bạn thi lại đỗ mới được lên đây học lại từ đầu. Rất mất thời gian và rất tốn rất nhiều tiền đi lại, cũng như là các tiền sinh hoạt ở đây. Đấy là khi, nên là mình khuyên ví dụ như ở các bạn nào ở khu nào có thi tiếng Việt ấy, các bạn cố gắng thi Karimen trước khi nhập học bằng tiếng Việt ở cái chỗ các bạn đang sống. Đấy, sau khi nhập học vào thì các bạn chỉ việc học, sau đó thi Karimen test thử ở đây thôi. Thì thi ở đây thì nó cứ đỗ thì là xong, còn không đỗ thì các bạn cứ
thi lại bao nhiêu lần trong cái ngày hôm đấy cũng được. Cứ trên 80 điểm, ví dụ như 90 điểm đỗ này, các bạn làm được 82, 83, 80 điểm gì đó, thì các bạn xuống, xong rồi người ta sẽ cho các bạn đọc những câu sai mà các bạn đã vừa làm. Đọc xong những câu sai đấy thì các bạn có thể lên thi ngay lại được. Đấy, mà nó chỉ có 3 đề thôi. Nói chung là nếu các bạn nào nhanh, may mắn ấy, thì chỉ hết 3 đề các bạn có thể đỗ. Còn không thì lần thứ tư, lần thứ năm. Nói chung có những người thi 7 lần, 8 lần, 9 lần, quá bình thường luôn. Đấy nên các bạn cố gắng học. Đấy, thì vừa rồi là một số cái kinh nghiệm của mình chia sẻ các bạn. Thì nếu các bạn nào mà đang chuẩn bị học bằng lái xe ở Kagawa, tỉnh Kagawa, cái trung tâm Kan Onji ấy, thì các bạn hãy chú ý cho mình. Thì sắp tới nếu có những cái gì mà nó hay ho nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Ok.